Thưa quý vị, sáng 21 tháng 5 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Trịnh Hương, 32 tuổi, trú tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, bị can Trịnh Hương từng có thời gian sinh sống tại Đức. Tại đây, người này đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chuyển qua đường hàng không từ Đức, Séc về Việt Nam để tiêu thụ. Tháng 4 năm 2022, bị can Trịnh Hương đã móc nối và thuê vận chuyển 4 thùng hàng. Bên trong chứa gần 135.000 viên thuốc lắc là ma túy tổng hợp loại MDMA và 1 ký ma túy tổng hợp loại ketamin từ châu Âu về nước thì bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Hương để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, bị can này đã bỏ trốn và không rõ tung tích. Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát lệnh truy nã bị can Hương để điều tra xử lý. Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai biết bị can Trịnh Hương ở đâu có thể bắt hoặc báo ngay cho công an gần nhất, tổng đài 113 hay Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 0967 751 551. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.